Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, chủ trì phiên họp năm 2024 của Ủy ban để thảo luận về dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 91 ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 91 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, Bộ Chính trị đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29. Để triển khai kết luận số 91, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 91. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 91. Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ đã xin ý kiến góp ý và tiếp thu ý kiến góp ý của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 55 tỉnh, thành phố. Đến nay, dự thảo chương trình hành động về cơ bản đã bảo đảm yêu cầu bám sát kết luận số 91, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Chính phủ, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, theo nghị quyết số 29 và kết luận số 91 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa phân công đến từng bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các địa phương. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu của các đồng chí ủy viên, ủy ban, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đổi mới giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm để giúp hình thành nên nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thêm 5 phương châm là thời gian, trí tuệ, khát vọng, tự lực, hội nhập. Đặc biệt, các chính sách ban hành liên quan tới giáo dục nhanh, khả thi, kịp thời và hiệu quả. Cái thứ nhất là phân cấp, phân quyền, nâng cao cái tính tự chủ của các địa phương với một cái tinh thần là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Chúng ta không ôm lên trên bộ này, không ôm vào các cơ quan quản lý trên trung ương, mà phải phân cấp phân quyền cho các địa phương, cho các cơ sở giáo dục đào tạo. Cái thứ hai là phải nâng cao chất lượng học và dạy. Chất lượng học thì phải tạo cái cảm hứng, tạo cái lấy cái học sinh làm trung tâm và thầy cô làm động lực đấy. Và cái thứ ba là xây dựng cái cơ chế để mà đẩy mạnh cái xã hội học tập và học tập suốt đời. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng về bố cục, nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến rà soát quy hoạch mạng lưới, chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành kinh tế mới nổi, chip bán dẫn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, nguồn lực đầu tư cho giáo dục, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Về việc thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm sự đồng bộ, liên thông từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học. Về quản lý viên chức ngành giáo dục, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát số lượng biên chế giáo viên, đề xuất Trung ương bổ sung biên chế ngành giáo dục, nhất là giáo viên mầm non, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý biên chế viên chức theo hướng tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo trong việc phân bổ biên chế viên chức ngành giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề cập đến vấn đề huy động nguồn lực, việc thu hút sử dụng chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu và làm việc ở các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Việt Nam, về các thiết chế trong xây dựng xã hội học tập. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo chương trình hành động, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 11 năm nay.